Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về máy điện đồng bộ. Thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái máy điện đồng bộ. Thì máy điện đồng bộ là nguồn điện chủ yếu trong lưới điện, và máy điện đồng bộ còn được dùng làm các cái động cơ điện ở những nơi cần có cái công suất lớn và phải yêu cầu là hiệu suất của nó cao. Và đặc điểm nổi bật của cái động cơ đồng bộ đó là cái tốc độ của nó không đổi, là n bằng constant đó. Và một ứng dụng khác của cái máy điện đồng bộ đó là máy bù đồng bộ. Và máy bù đồng bộ thì dùng để cung cấp cái công suất phản kháng cho lưới điện. Ở đây trên đây là một số cái hình ảnh thực tế của cái máy điện đồng bộ, chúng ta thấy nó có kích thước lớn. Đấy. Đấy. Thường là được sử dụng ở trong các ngành công nghiệp. Rồi để tiếp theo là về phần phân loại cái máy điện đồng bộ, thì chúng ta có thể phân loại theo hai cách. Đầu tiên mình đề cập đến đó là theo cái kết cấu cụm từ, thì nó sẽ có thể phân theo máy cực lồi và máy cực ấn. Máy cực lồi là như thế nào? Thì máy cực lồi là những cái máy mà có cái số cực bằng 4, 2P bằng 4. Và máy cực ấn thì nó thường là có số cực là 2. Đấy, tức nó chỉ có một cặp cực, còn cái máy cực lồi này thì nó sẽ có hai cặp cực. Rồi, tiếp theo là mình sẽ phân loại theo cái chức năng. Chức năng thì mình sẽ phân loại theo ba dạng như sau, đó là máy phát, động cơ và máy bù. Đấy. Thứ hai là mình sẽ nói đến cái kết cấu, cấu tạo của nó đấy. Đầu tiên là thì thường thì nó cũng có hai bộ phận chính, đó là phần stator và phần rotor. Stator là cái phần ứng đấy, còn rotor là cái phần quay, đúng không? Stator thì đây là cái một số cái hình ảnh thực tế của nó, đúng không? Nó rất lớn, nó gồm các cái cuộn dây này được quấn lại này, đúng không? Nó có kích thước rất lớn. Đây là cái hình ảnh thực tế của nó. Và cái phần rotor này, rotor thì mình chia nó thành hai loại, tức là phần quay đấy, tức là rotor của cái máy cực ấn và rotor của máy cực lồi. Với rotor của máy cực ấn thì nó có đường kính nó bé hơn hoặc bằng từ 1.1 đến 1.15 mét, và chiều dài của rotor thì nó dao động từ 1 đến 6.5 mét. Nhưng với cái máy cực lồi này thì đường kính của nó lớn hơn, có thể đạt 15 mét, và cái chiều dài thì một trên d này nó sẽ bằng 0.15 cho đến 0.2. thì đây là một số cái hình ảnh của cái máy điện, của cái phần rotor trong máy điện. Chúng ta thấy cái phần cực này NS được xếp xen kẽ với nhau, đúng không ạ? Đấy. Đây là một số cái hình ảnh thực tế của cái rotor. Đây, phần này là phần rotor đấy. Nó gồm trục này, các cuộn dây, các cấp cực này. Đây là thấy, nhưng mà thấy đây thì có hai cấp cực, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Theo là mình sẽ đề cập đến cái hệ thống kích từ. Thì trong cái hệ thống kích từ này thì chúng ta cần những yêu cầu gì? Thì nó yêu cầu là cái hệ thống kích từ này thì nó có thể điều chỉnh được kích từ, kích thích, đúng không ạ? Và triệt từ cái kích thích khi có sự cố, đúng không ạ? Tức là khi có sự cố thì mình phải triệt tiêu được cái kích thích đó. Và cái yêu cầu tiếp theo là nó phải có cái khả năng tăng dòng điện kích thích nhanh, đúng không ạ? Và các hệ thống kích từ thì ở đây mình đưa ra ba cái hệ thống kích từ, đó là kích từ bằng máy phát một chiều, kích từ bằng máy phát xoay chiều và kích từ bằng hệ thống chinh lưu. Ở mục thứ tư thì mình sẽ nói đến các cái chỉ số đỉnh mức, thì cũng như cái động cơ điện một chiều hay là không đồng bộ gì ấy, thì nó cũng có những cái chỉ số đỉnh mức như là kiệu máy, số pha, tần số, công suất đỉnh mức,
là điện áp của dây, hay sơ đồ nối dây, các dòng điện dây stator và rotor, và các cái hệ số công suất, tốc độ quay hay là cái cấp cách điện của các cái dây quấn. Tiếp theo là cái phần 5 thì mình sẽ nói đến cái nguyên lý làm việc. Thì ở đây thì nguyên lý làm việc nó cần có cái dòng 3 pha và dòng 1 chiều. Đấy. Cái dòng 3 pha này thì mình cho vào cái dây quấn stator, đúng không ạ? Và dòng điện ở 3 pha ở trong cái stator nó sẽ sinh ra một cách từ trường. Đúng. Vì cái stator của mình là gồm những cái dây quấn được quấn cách điện, và khi có cái dòng điện 3 pha chạy qua thì nó sẽ sinh ra một cái từ trường với tốc độ quay của từ trường là N1 bằng 60F trên P. Với P đây là cái số cặp cực, đúng không ạ? Rồi, đấy là cái phần stator. Còn trong cái phần rotor thì khi chúng ta cho cái dòng điện một chiều qua cái dây quấn của rotor thì cái rotor nó sẽ biến thành một cái nam châm vĩnh cửu. Đấy, đây, xin lỗi, đây là nam châm vĩnh cửu. Hoặc là nó sẽ biến thành một cái nam châm điện. Và tác dụng giữa cái từ trường của stator ở đây và cái rotor ở stator ở cái phần trên này và cái phần rotor mình vừa cho dòng điện một chiều đi qua đây thì nó sẽ sinh ra một cái lực từ tác dụng lên rotor. Đấy. Và từ đó cái lực kéo cái rotor này nó sẽ sinh ra một cái moment kéo cái rotor này quay với cái tốc độ N1 bằng với cái tốc độ của cái từ trường này. Đấy. Vì lý do đó nên là người ta gọi đây là cái máy điện đồng bộ, tức là cái tốc độ quay của rotor bằng với tốc độ quay của cái từ trường trên dây quấn stator. Tiếp theo thì mình nói đến cái cân bằng năng lượng trong máy phát điện đồng bộ, đúng không? Thì trong máy phát động điện đồng bộ thì gồm có những cái công suất như là công suất cơ đưa vào là P1, đúng không? Ban đầu đưa vào là P1 này. Và trong máy thì đương nhiên thì nó sẽ có những cái tổn hao. Đầu tiên là cái tổn hao cơ, P cơ, đúng không ạ? Tiếp theo là tổn hao kích thích, PT. Và tiếp theo nữa là tổn hao phụ, PF, đúng không ạ? Và ở đây thì sau đó mình sẽ tính được cái công suất tổn hao điện từ đây. Thì nó sẽ bằng cái ban đầu này. Ban đầu đưa vào là P1 này. Trừ đi những cái tổn hao ở trên. Thì trừ đi tổn hao cơ, tổn hao kích thích và tổn hao phụ. Và cái công suất đầu ra của công suất đầu ra P2 chính thì nó được tính bằng P2 này, nó trừ đi nó sẽ bằng PDT này. Đó. P điện từ này trừ đi PCO, tức là trừ đi cái tổn hao đồng và tổn hao sắt, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra cái công suất của đầu ra. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về máy điện đồng bộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.